xin chào tất cả mọi người. Mình Phước Sửu và Anh Nguyệt đang có mặt ngay tại trung tâm ERA Apex Center tại Singapore. Yeah. Anh Nguyệt có thể giới thiệu sơ qua về cái tòa nhà này được hay không ạ? Nó có gì đặc biệt mà Anh Nguyệt hôm nay phải di chuyển từ Việt Nam sang Singapore để tham dự hội nghị này? Như trên màn hình các chị chúng ta đang thấy, đây chính là tòa ERA Park Center, là một trong những cái trung tâm để mà phát triển về ERA tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tại đây là đang đặt tại Singapore. Yeah. Thì ngày hôm nay nhân chuyến đi công tác cũng như là tham dự vào cái business conference của ERA Singapore thì Nguyệt và anh Sửu có cơ hội được tham quan lễ khai trương cái khu trung tâm ERA Park Center này, là một cái không gian làm việc rất là chuyên nghiệp và rộng rãi dành cho tất cả các agent cộng tác viên của ERA Singapore. Và cảm nhận của anh Sửu khi mà đến tham quan trung tâm này như thế nào? Dạ, Phước Sửu lần đầu tiên gọi là đặt chân tới Singapore và tham quan một tòa nhà lớn như vậy. Tại Việt Nam mình thì đã có ERA đã có mặt được khoảng 4-5 năm rồi, nhưng mà khi mình bước qua bên Singapore thì mình thấy một cái cách làm việc rất là chuyên nghiệp, rất là bờ rồ, và những cái văn phòng được bày bố trí rất là đẹp á anh Nguyệt. Rồi, và không để tất cả các anh chị chúng ta chờ lâu nữa, xin mời tất cả các anh chị cùng theo chân Nguyệt và Phước Sửu cùng tiến vào bên trong để chúng ta cùng cảm nhận cái không gian làm việc tại trung tâm hội nghị này nhé. Xin mời. Xin mời mọi người tham quan tòa nhà văn phòng ERA Apex tại Singapore, một văn phòng rất là lớn nằm tại trung tâm của quốc đảo Singapore. Và bây giờ là Phước Sửu đang có mặt tại tầng trệt của tòa nhà ABC. Wow. Khi bước vào tòa nhà này, anh Nguyệt cảm giác rất là ấm cúng, rất là gần gũi khi mà tất cả những cái top Asian 400 người được vinh danh năm 2021 thì có thể hiện rõ ở đây, tất cả những gương mặt ở đây là luôn luôn là những cái người xứng đáng nhất được ERA Việt Nam gọi là vinh danh và đưa lên những bảng như thế này anh Nguyệt. Thật sự là cái không gian ở tầng trệt rất là đẹp và tuyệt vời. Phía bên này chúng ta thấy rõ đúng không ạ? Đây là top 10 những agent cộng tác viên của ERA Singapore có những cái đóng góp và doanh số tốt nhất của năm 2021. Và cái không gian làm việc ở đây các anh chị cảm nhận như thế nào ạ? Chúng ta hãy vào trong. Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện Business Conference cho nên là ở đây số lượng agent cộng tác viên rất là đông. Dạ, một cái không gian làm việc rất là gần gũi, thoáng mát và rất là ấm cúng. Ngay cả từ cái tầng trệt thì được bố trí giống như một không gian vừa thư giãn, vừa kết hợp và tiếp khách và làm việc, và có thể là ăn uống những thức ăn nhẹ luôn á anh Nguyệt. Thì bắt đầu mình giờ tham quan đến cái văn phòng này nhé anh Nguyệt. Chúng ta hãy cùng lướt qua những bó hoa tươi thắm được tặng cho những top top sale tại ERA Singapore. Bên khu vực này thì chúng ta có cái không gian làm việc cũng như là một cái phòng podcast. Anh có thể chia sẻ thêm về khu vực podcast này? Những cái bó hoa này thì rất là tươi thắm, dành tặng cho những cái người mà xứng đáng được vinh danh hôm nay là những cái agent tại Singapore hoặc những cái agent 10 nước ở châu Á Thái Bình Dương anh Nguyệt. Yeah. Yeah. Ở đây em thấy có một cái khu vực là podcast, thì anh có thể chia sẻ về khu vực này không anh Sửu ơi? Một cái khu vực rất là đẹp và rất là chuyên nghiệp. Ở đây thì là một cái bộ phận gọi là thu âm lồng tiếng và sản xuất những cái video chuyên nghiệp để đưa đến cho khách hàng có thể là thấy được những cái âm thanh, ánh sáng, hình ảnh sống động nhất, làm cho khách hàng cảm giác khi mà xem được những cái sản phẩm của ERA tại Singapore thì gọi là chất lượng nhất, nét nhất, gọi là cập nhật, luôn luôn cập nhật và những cái thông tin và sử dụng những cái công nghệ máy móc cực kỳ hiện đại anh Nguyệt. Em nhìn vào thì em thấy cảm giác giống như là một phòng thu hoặc là một cái phòng để mình có thể trực tuyến đàm thoại với nhau. Yeah. Thì sẽ còn rất là nhiều những cái khoảng gọi là khu vực có nhiều cái thú vị khác nữa. Chúng ta cùng sang bên này nhé. Yeah. Đây thì đây là những cái quầy tiếp tân gọi là rất là happy, rất là đẹp khi Phước Sửu bước chân tới đây. Ở đây thì nó giống như là một cái quầy lễ tân, nó sẽ có các cái bạn admin hoặc là những bạn phụ trách bên mảng nhân sự. Yeah. Call center sẽ ngồi ở đây để túc trực những cái điện thoại từ hotline. Yeah. Tiếp nhận được những cái thông tin hợp đồng hoặc là những cái thông tin về khách hàng tại đây luôn anh Nguyệt. Và bước tới một vài bước nữa thôi là một cái gian gọi là ẩm thực những cái quầy nước nè, rồi những cái thức ăn uống nhẹ thì được bày trí ở đây. Và khi mà khách hàng hoặc là những cái agent ở đây khi mà mình có những cái nhu cầu về ăn uống thì có thể là trực tiếp ngay tại cái tầng trệt này luôn anh Nguyệt. Đây, một cái biểu tượng gọi là hết sức đặc biệt và mang một cái màu sắc cực kỳ là happy, rất là tuyệt vời. Khi mà bước đến ERA Singapore thì Phước Sửu thấy những cái logo của Singapore nó rất là bắt mắt, màu mè rất là sáng tạo. Đây là ERA của Singapore mô phỏng lại cái tòa nhà này ạ. Thì nó gồm là khoảng 6 đến 7 tầng và cái tầng sân thượng là bên chủ đầu tư là thiết kế những cái không gian sân vườn rất là đẹp. Ở trên này thì có rất là nhiều cờ của nhiều nước và từ ở đây tòa nhà này là gần như 4 mặt tiền đó anh Nguyệt. Và tất cả những cái mặt tiền của tòa nhà này thì đều bày trí theo những cái văn phòng khác nhau để đảm nhiệm nhiều cái vai trò khác nhau của ERA Singapore. Đón tiếp những cái khách hàng hoặc là những các tất cả những cái agent trên nhiều nước trên thế giới để tới đây họp hội, làm việc và có thể là giao lưu với nhau. Wow. Dạ, có đẹp không anh Nguyệt? Phước Sửu không phải là lạc vào một cái khu vui chơi, mà Phước Sửu đang ở tại một cái tòa nhà rất là đẹp của Singapore, là tòa nhà đang làm việc của nghề môi giới bất động sản tại Singapore đó các bạn. Thật sự thì em cảm thấy rất là ganh tị, phải dùng từ ganh tị để nói đến một cái nơi làm việc mà nó rất là thoáng và nhiều cái phòng chức năng. Các bạn có thích check in hay không? Đây, tại đây là một cái nơi để check in nè, để đưa những cái logo, hình ảnh và những cái màu sắc, và trưng bày ở đây sau này là những cái cúp, những cái huy chương, những cái danh hiệu cao nhất ở tại đây. Rất là nhiều anh Việt ha. Anh ơi, em thấy ở ngoài này có những cái kỷ niệm chương và những cái cúp rất là đẹp. Như Phước Sửu khi nãy có quay một vài cái video thì vinh danh những cái người đạt top tại Singapore đó anh Nguyệt, thì ở đây có rất là vô vàng, rất là nhiều cái huy chương đó anh Nguyệt. Những cái thành tích mà ở bên Singapore luôn luôn là dẫn đầu, luôn luôn là sáng tạo và dẫn đầu, và tặng cho những cái agent có thành tích xuất sắc đó anh Nguyệt. Thì mỗi một agent đều có một cái tưởng thưởng và đều có được những cái phần quà khác nhau và đều có những cái kỷ niệm chương gọi là cực kỳ đặc biệt luôn. Wow, có lẽ rằng là những cái kỷ niệm chương này và những cái cúp này nó sẽ rất là vinh dự và rất là tự hào để cho ERA Singapore có thể đạt được, và đó cũng chính là minh chứng cho sự nỗ lực và đóng góp của ERA tại Singapore. Và chắc có lẽ rằng là chúng ta sẽ lên lầu 2 một chút xíu để tìm hiểu thêm anh nhé. Mời cả nhà cùng lấy lầu nhé. Thang máy ở đây thì gồm rất là nhiều thang máy, thang bộ và thang thoát hiểm, nên là tất cả các agent, khách hàng dễ dàng di chuyển lên những cái phòng làm việc hoặc là những cái phòng để tiếp khách hàng hoặc là phòng training đào tạo. Phước Sửu giới thiệu sơ qua đây là một cái phòng studio, luôn luôn chụp hình, quay phim, đưa ra những cái hình ảnh cực kỳ nét để gửi đến quý khách hàng và bạn bè, những cái người mà lên những cái sóng trên truyền hình. Thì ở đây khi mà ERA tại Singapore đầu tư khá là bài bản nha. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng di chuyển sang khu vực phía bên tay phải. Bên này thì sẽ có không gian dành cho một khu vực là phòng training, và ngày hôm nay thì phòng này đang sử dụng với cái mục đích sẽ trở thành một cái nơi để chúng ta có thể chụp những tấm hình lưu niệm, đúng không anh? Và ngay đây là phòng training rất là hiện đại. Một phòng trong đinh là được cách âm và trang bị những cái âm thanh ánh sáng cực kỳ chuẩn luôn anh Nguyệt. Tới đây thì có thể là training nè, hội họp, hội nghị và tất cả những cái diễn đàn gọi là vừa và nhỏ ha. Yeah. Hôm nay thì ERA Singapore tổ chức hội nghị tổng kết tất cả những cái nước trong thuộc khối châu Á Thái Bình Dương về những cái thành tích xuất sắc của những cái ASEAN của tất cả các nước đạt được, thì rất là nhiều các ASEAN đã có những cái thành tích xuất sắc. Riêng Việt Nam thì có đến 3 ASEAN xuất sắc. Những cái thông tin mà Anh Nguyệt và Phước Sửu vừa chia sẻ vừa rồi hữu ích với tất cả các anh chị. Đúng rồi, gia nhập vào ERA ngay Anh Nguyệt à, để trở thành những cái thành viên gọi là bậc nhất, phát triển, bùng nổ về dân số, bùng nổ về đội nhóm. Ngày hôm nay thì Nguyệt mong rằng là tất cả các anh chị chúng ta có những cái giây phút tìm hiểu về những cái địa điểm mà Nguyệt và Phước Sửu đang đứng ở đây, cũng như chúng ta có tìm hiểu một vài thông tin sơ bộ về ERA Việt Nam, và anh chị nào đang quan tâm tìm hiểu một cái môi trường làm việc cực kỳ năng động và tích cực, có những người đồng nghiệp cực kỳ là dễ mến, và chúng ta sẽ có những cái cơ hội để phát triển bản thân trong lĩnh vực này, chạm đến đỉnh vinh quang trong lĩnh vực bất động sản. Đừng quên gia nhập cùng chúng tôi ERA Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong video tiếp theo.